Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2023. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về hàng, đó là cái kích điện của hãng Xianbo, một dòng kích điện cao cấp. Hôm nay bên em có về hai mẫu, là mẫu 12V 1000W và 12V 2000W này. Số lượng kho thì cũng dòng 12V 1000W thì có hơn 60 chiếc nhé, hơn 60 bộ, còn 12V 2000W thì có khoảng hơn 20 bộ thôi. Một thùng này của bên em thì là 10 chiếc nhá. Bác nào mà có nhu cầu mà mua về để làm đại lý bán thì liên hệ bên em theo số điện thoại dưới màn hình. Đấy, và một thùng của nó là 10 chiếc. Đây là hai mẫu hiện tại bên em đang sẵn kho này. Hiện tại sẵn kho là chỉ có 12V 1000, 12V 2000 và 48V 3000 nhá. Còn tất cả những mẫu khác thì lô hàng sau mới về cơ, phải giữa tháng 9. Hiện tại vẫn chưa về được. Đấy, một số mặt hàng bị tắc biên không về được, vẫn nằm ở cửa khẩu Lào Cai không sang được Việt Nam. Ở đây là dòng Xianbo mới nhất của bên em này, sản xuất năm 2023. Có bao gồm mẫu 12V 1000. Đây, mẫu này là mẫu 12V 1000 này. Cái sản phẩm này thì nó thực ra nó cũng đã quen thuộc rất nhiều rồi. Hôm nay em về hàng thì tiện quay lại cho mọi người để mọi người thấy thôi. Đấy, chứ còn cũng rất nhiều bác mua rồi. Số lượng bên em bán nó rất là nhiều. Đấy. Cái loại 12V 1000 thì nó sẽ đi theo, nó là có một cuộn dây, một quyển sách như này. Đấy nhá. Ở sách của bên em thì toàn hoàn toàn bằng tiếng Anh hết nhá. Phiên bản quốc tế nên là nó chỉ dẫn bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung Quốc như trước đây nữa đâu. Sách này cũng để ngắm thôi, không mấy khi thấy có bác nào đọc. Đấy. Còn đây là 12V 2000W này. 12V 2000W ở đây là công suất chạy liên tục là 2000W, còn công suất khởi động động cơ tối đa là 4000W cả nhà nhá. Đây nó ghi là peak power là 4000W này. Đấy. Người ta ghi vậy thôi nhưng mà khi chúng ta chạy thì là mà mọi người chú ý các cái động cơ, vì có những cái động cơ mà nó khởi động tới hơn 4000W là không chạy được đâu ạ. Để khởi động được 4000W thì yêu cầu là ắc quy về sử dụng cho cái con kích 12V 2000W này tối thiểu phải là 200A và điện nó phải đủ, phải khỏe thì nó mới khởi động được công suất 4000W nhé. Nhiều bác mua về cắm vào bảo là không khởi động được, không khởi động được là bởi vì là cái bình ắc quy của mình khi nó bị tụt điện, khi nó tụt điện rất nhanh, nó chỉ trong chớp một cái thôi là cái biến tê, cái inverter nó đã ngắt mất rồi. Thế nên là mọi người cần phải chú ý. Ví dụ như cái mẫu này mà để chạy điều hòa cơ 9000 trên ô tô là không chạy được các bác nhá. Khẳng định các bác là không chạy được vì con điều hòa đấy nó khởi động tới hơn 4000W cơ. Không chạy nổi, mặc dù là công suất của nó chỉ có hơn 900W, nhưng mà công suất đề của cái lốc điều hòa ấy, nó lại tận hơn 4000W. Quá cái công suất đề của cái máy này, của cái kích điện này nên là nó sẽ không thể chạy được. Còn nếu mà điều hòa inverter các bác chạy thoải mái, tí em rảnh em sẽ test cái con này chạy với điều hòa inverter 12000 BTU cho mọi người xem. Chạy không vấn đề gì. Đấy, nhưng mà chạy thoải mái luôn. Chạy liên tục 24/7, quan trọng là ắc quy có chịu được hay không thôi. Đấy, còn nếu mà chạy điều hòa cơ 9000 hoặc 12000 là không thể khởi động nổi vì những cái dòng điều hòa nó, cái lốc của nó khởi động toàn hơn 4000W thôi. Nên là không thể chạy được, và mọi người phải mua cho em con 3000W và khởi động 6000 thì chạy được ngay. Cái dòng 24V 3000W của bên em thì vẫn chưa có hàng về cả nhà nhé. Đây, một thùng của nó sẽ có 10 chiếc như thế này. Đấy, một thùng là 10 chiếc này. Với dòng 2000W thì nó sẽ đi kèm hai cái dây này. Đấy, dây chập đôi cả nhà nhé. Vừa một quyển sách, cũng là quyển sách tiếng Anh này. Tất cả những hàng sản xuất của năm 2023 đều không có cái bịt đầu này nhá. Và không có cầu chì đi kèm. Đấy, các bác phải không có cầu chì đi kèm bởi vì tất cả những máy đã được dán tem niêm phong từ nhà máy rồi. Nếu không may hỏng thì gửi về để bảo hành nhá. Chứ không, mọi người không tự ý tháo ra thay được. Đấy. Thế nên là bên nhà máy sẽ không cho cầu chì. Đấy, bên nhà máy là sẽ không cho cầu chì. Và cái bịt đầu thì cái lô của 2023 này là không cái nào có cái bịt đầu cả. Đây, một thùng đây. Hiện tại là số lượng 12V 1000 này bên em còn khoảng hơn 60 chiếc nhá. Hôm nay về hàng thì trong kho còn khoảng hơn 60 bộ. Đấy. Đây là dòng 12V 1000. Đấy, một thùng của nó 10 chiếc như thế này. Đây, mở thùng ra nó có vậy thôi. Nói về giá bán thì hiện tại là giá bán đợt này thì giá có giảm một chút. Đấy. Thì em đã đàm phán được với cả bên nhà máy nên là giá bán lẻ ra sẽ được giảm. Cụ thể là cái con máy 12V 1000W, công suất khởi động là 2000W. Giá trước đây là 2.8 triệu và giá hiện tại là được giảm 100.000 là còn 2.7 triệu. Bảo hành 12 tháng và bao ship toàn quốc cho cả nhà.
Tiếp theo thì là sẽ có một cái chương trình mới, đó là mua các cái kích này, thực ra mua về nếu như mọi người dùng đúng cách thì tỷ lệ hỏng nó rất là thấp. Thế nên một số bác cũng có ý kiến với cả bên em là giảm giá cho sản phẩm và giảm cái thời gian bảo hành xuống, để cho mọi người có thể tiếp cận được cái sản phẩm cao cấp này. Thì sau hội ý thì bên em cũng đã quyết định là sẽ bán thêm một cái option mới, đó là cái option bảo hành 1 tháng dành cho các cái mẫu kích điện CNBO. Khi bảo hành 1 tháng thì mỗi một máy sẽ được giảm 300.000 cả nhà nhé. Ví dụ như là cái máy 12V 1.000 kia, khi bảo hành 1 tháng thì giá sẽ là 2 triệu 7 trừ đi 300 là còn 2 triệu 4. Bên em vẫn hỗ trợ bao ship toàn quốc cho mọi người. Đấy, còn khi mua hàng bên em thì các bác thấy rồi là các bác sẽ đặt cọc 1 hoặc 200.000 tiền cước để bên em gửi hàng. Đấy. Chứ còn bên em không gửi hàng vui. Đấy, nói thật với các bác, mình nhiều bác là gọi xong đặt xong hàng tới thì không nhận hàng. Đấy. Thế các bác cảm thấy bên em đủ uy tín thì các bác cứ đặt tiền, sau đó là bên em sẽ gửi hàng tới. Hàng tới thì trước khi hàng đi bên em đều có video test CG máy và quay test máy chạy cho mọi người. Đấy. Khi về đấu thì các bác đấu đúng cộng trừ dương âm và sử dụng đúng cái công suất quy định của máy là được. Đấy. Để sản phẩm bền thì mọi người lên sử dụng ở mức 80% công suất máy. Ví dụ con này 1.000 thì lên sử dụng ở mức 800W, còn con kia 2.000 lên sử dụng ở mức là 1.800W đổ lại. Đấy. Không nên lạm dụng và không nên sử dụng nó ở công suất cao liên tục. Đấy. Việc đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của kích. Đấy. Và kể cả biến tần, những cái dòng biến tần đắt tiền như lúc bao hay đai ơ cũng vậy, mọi người để dùng nó bền thì các cụ bảo là của bền tại người, nên các bác cố gắng dùng giúp em là chỉ khoảng 80% công suất máy thôi nhá. Đấy, và dây ắc quy của nó thì phải sử dụng dây đi theo máy hoặc sử dụng dây đồng, dây máy hàn to nhá, không sử dụng những cái loại dây 10 hoặc là những cái loại dây 6 chập dồn lại, như thế thì nó sẽ không tốt cho thiết bị của mình. Dây dẫn càng ngắn càng tốt, không nên sử dụng những cái dây dài 2m, 3m, 5m. Như vậy nó bị tụt áp và ảnh hưởng tới cái hoạt động của cái kích. Là dây dẫn đầu vào ắc quy ấy. Thì hôm nay bên em có về hàng thì tiện cũng báo giá với mọi người, giá trong tháng 8 là nó như vậy. Đấy, thì với dòng 12V 1.000W là 2 triệu 4 bảo hành 1 tháng và 2 triệu 7 là bảo hành 12 tháng. Còn dòng 12V 2.000W thì giá là 4 triệu rưỡi bảo hành, con kia giảm 100 là còn 4 triệu 4. 4 triệu 4 là bảo hành 12 tháng và 4 triệu 1 là bảo hành 1 tháng nhé. Đó là hai cái option mới mà bên em đang hỗ trợ dành cho những bác nào và cần cái option chi phí thấp có thể tiếp cận được cái sản phẩm CNBO. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Em xin phép là kết thúc video tại đây.